Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn Nam. Rồi, đi bạn. Rồi, đã ổn định chỗ ngồi, mời bạn nữ giới thiệu. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Như. Mỹ Như. Em 34 tuổi, em đang kinh doanh online. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu? Ở Bình Dương chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Phi, năm nay em 36 tuổi. Em là người thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện tại em đang công tác bên làm bên nhà hàng khách sạn chị. Em là bếp trưởng điều hành bên nhà khách sạn đó chị. À, bếp trưởng nấu ăn rất ngon ha. Bên 36, bên 34 hả? Đẹp à. 34, à, được đó. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi Như. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Trước em làm ngân hàng thì em là một nhân viên kinh doanh rất là giỏi. Dạ. Làm ngân hàng mà nghỉ về nhà bán hàng online. Dạ. Lý do tại sao? Tại em thích tự kinh doanh hơn. Mình đang kinh doanh mặt hàng gì? Em đang kinh doanh trang sức ạ. Trang sức? Dạ. Wow. Bán hàng online nhiều khi lương nhiều hơn ngân hàng đó nha. Đừng có đùa. Còn những cái điểm yếu của mình là điểm yếu gì? Điểm yếu của em là không có thích nấu ăn. Và cũng hơi nóng tính một tí xíu. Vậy là ai nấu cho mình ăn? Thực ra thì em nấu ăn thì em nấu được. Mà tại vì em không có thích nấu nên em ít nấu thôi. Công nhận thấy giống như trời xui đất khiến đó nha. Bên kia là không thích nấu ăn. Gặp ngay cái anh này là rất thích nấu ăn. Đầu bếp nữa chứ mấy ghê. Công nhận trời xui đất khiến hay thiệt á. Em học nấu ăn từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, em vào nghề là năm nay cũng gần 20 năm rồi anh. Wow. Hay, quá dữ luôn. Vậy là khỏi lo rồi ha. Dạ. Bây giờ điểm mạnh của em là gì? Dạ, ca hát anh. Ca hát hả? Em thích nhất là thể loại nhạc là bolero. Đâu hát bài nó nhẹ nhàng, lãng mạn rồi. Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dần tái tê. Quá dữ. Anh làm thơ vũ quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Tiếp luôn. Mấy mùa trăng vũ quy, vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe, chỉ còn em với anh. Quá dữ. Nấu bếp giỏi mà hát giỏi nữa, giờ cô gái hát đối đáp thử coi sao. Dạ, em hát một bài đoạn. Bóng đò cặp ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy qua, mang tiếng yêu gửi trao tình em. Thầm mong ông tơ sẽ mối, để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh. Được. Trời ơi, cặp đôi này được nghe. Cái cặp này về mà kẹt quá đi hát đám cưới cũng được ha. Bây giờ đó là hai đứa mình coi kiếm bài nào hát chung thử là được không? Hợp á, anh thấy giọng đi cũng ngọt á. Không, giọng bolero với giọng này là hợp rồi. Bolero em thích bắt bài gì em? Em thường hát nhạc dân ca nhiều hơn, còn bolero thì biết mấy bài nhạc nữ không mà không có biết bài song ca. Em biết bài Sầu Tím Thiệp Hồng không em? Dạ, chắc cũng thuộc sơ sơ. Rồi, chơi Sầu Tím Kịp Hồng. Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, mà tim day dứt đau. Nhiều đêm ngắm hoa, mà ước duyên mình đẹp đôi. Pháo hồng nhuộm tiếng đường, lá thư chậm rơi, từng lá nghe buồn buồn, tưởng bước ai tìm về, mở rộng vòng tay, đón anh nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Được. Tôi thấy cặp này được rồi đó nha. Nãy giờ em có thuận lợi rất nhiều đó ha, hát hay nè. Rồi đầu bếp giỏi nữa. Nhưng mình có một cái tật xấu hay điểm yếu gì không để mình nói cho cô gái biết luôn? Em sợ nhất là chuột và em ghét nhất là chuột. Tại trong ngành bếp thì em không thích những cái con đó. Riêng em thì là em mũi của em bị dị ứng với lại lông chó, lông mèo anh. Thì em không thích. Nói chung là không phải không thích, nhưng mà tại vì em dị ứng á. Đúng rồi. Cho nên em
không có gần gũi với con vật đó được. Coi như là ghét chó, không thích mèo. À, rồi bạn gái có nuôi con gì trong nhà không? Dạ em nuôi thỏ. Thỏ, nuôi thỏ. Thổi mấy con thỏ? 4 tuần. 4 con thỏ. Thỏ được không em? Đừng có thấy nữa. Đừng có thấy ta nuôi về làm vài món kỳ lắm. Được anh. Rồi bây giờ mình nói chuyện về tình trường cho hai bên hiểu nhau đi. Bên đây Như trải qua mấy mối tình rồi Như? Dạ em chưa trải qua mối tình nào. Em có cái một gì? Em chỉ có một mối tình đơn phương năm lớp 10 thôi. Cũng có muốn tìm hiểu thử nhưng mà gặp một hai lần là em không có ưng người. Ủa lý do sao không chị chưa? Em cũng rất là dễ thương. Lý nào dạ, mà bao nhiêu em hả? Kén quá chị. Em kén là kén sao? Ví dụ em tại vì lúc năm lớp 10 cũng cái chuyện đó cũng xảy ra một vài vấn đề. Chuyện đó cái, gì vậy em? Cái mối tình đơn phương á của em á. Đơn phương thôi mà lúc lớp 10 thì mới có 16 nhưng mà tuổi. Em sau đó em quyết tâm là em nói em không thích ai trước nữa hết. Cái mối tình đơn phương nó kéo dài bao lâu? Khoảng nửa năm á chị. Có nửa năm đơn phương. Nửa năm em mà dạ. Em nói cái chuyện đó gì đó làm em giống như chuyện đó làm em sốc hả? Nó cũng có sốc vậy. Xong rồi em giống như là cũng mới lớn mà nên là xảy ra cái chuyện gì đó thì mình... Chuyện gì đó là chuyện gì? Chuyện ý gì là ta? Sao? Tại em nghe bạn gái của em nói là cái bạn đó đi đính chính với người khác là không có thích em. Nhưng mà bạn đó lại lén tặng thiệp cho em. Bạn đó tặng trước. À. Xong rồi em sốc xong cái em mới nói là em không thích ai trước nữa hết giờ. Trời ai thích ơi, em ơi, giật mình. Dạ, cái chuyện đó là chuyện đó đó hả? Chuyện đó dạ. Sốc hàng lắm. Chuyện nó bình thường thôi mà. Làm sốc như vậy. Mà con nít mà có học lớp 10 hả? Nhát anh ơi. Trời dạ. 3-4 tuổi trẻ tưởng đâu 24 chứ. Không mình trẻ ra mà. Nhưng mà vậy mà nó chưa có mối tình nào thấy lạ. Không ai để ý, không ai cua em. Nhưng mà từ đó tới đây em không thích đàn ông luôn hả? Em không có cảm tình như ngày trước nữa. Giống như là ngày trước thì em thấy nó vô tư lắm. Còn bây giờ thì nhìn ai em thấy cũng giống như là không có ngây thơ như ngày trước nữa. Cái lúc mà em quen anh đó đó dạ. Anh có nắm tay gì em chưa? Dạ không, em yêu đơn phương thôi, chưa có gặp. Chưa có nắm tay gì luôn. Chưa có nói chuyện luôn. Có nghĩa là tới giờ 3-4 năm là chưa có hôn ai, chưa nắm tay ai luôn hả? Em có thử quen một vài lần nhưng mà gặp được 1-2 ngày cái là em thấy không hợp. À. Có thử hôn không? Dạ chưa. Hả? Nghe trời, hôn mắc cỡ. Trời. Còn trong trắng. Mỗi này được á, anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Thấy đàn ông em có cảm giác gì nữa không? Có anh. Có nhưng không? Mà chỉ một vài người thôi. Người nào mà em cảm giác được em tả thử người đó coi giống bên đây không? Cũng đẹp trai á. Cũng được. Không có gia trưởng, người có tài á. Người này có tài rồi đó. Đầu bếp 20 năm rồi đó em. Có tài thôi. Có ước mơ lớn. Ước mơ lớn, người ta sẽ mở nhà hàng, mở quán ăn, mở tất cả những gì họ mở được. Dạ. Gì nữa? Cao khoảng 1m65. Được. Cân nặng thì em chưa biết. Không, càng nặng càng tốt đi. Được không? Em không biết. Anh thấy nãy giờ là anh ngồi anh suy nghĩ anh cười chúng chím chím thấy dễ thương lắm. Nghe bên đây chưa có mối tình nào thì thích thôi. Bây giờ ảnh thì sao? Tình trường mình như thế nào? Trước đây em cũng trải qua nhiều mối tình rồi. Nhưng mà chính thức thì là 2 mối tình rồi. Mối tình gần nhất của em đây là được gần 3 năm. Em quen người đó ở dưới Cần Thơ. Yếu tố công việc của em thì khác với những cái ngành nghề khác. Thì em cũng lãnh bếp này, em làm cũng 2 job anh. Về cái vấn đề mà địa lý, cái người ở dưới thì làm việc ở dưới, còn em làm trên đây. Quen thời gian cái địa lý mà cảm thấy không ổn thì tụi em dừng lại. Tức là xa mặt cách lòng đó. Dạ chào chị. Dạ chào anh. Thôi giờ bỏ qua đi ha. Dạ. Bây giờ cô bên kia á là thấy cô hiền từ. Bây giờ em cảm giác cô ấy là người thế nào? Theo giọng nói thì em thấy người đó nói chung là hiền dịu. Về công việc thì em nghĩ người đó có tính cầu tiến. Đang là về kinh doanh online thì cũng là hợp với hướng của em. Tại vì thời gian sắp tới em cũng muốn kinh doanh về vấn đề ăn uống. Đúng rồi, em về nấu cổ bán online. Bây giờ mình có ý định phát triển kinh doanh mình sao không? Vì cô này cô muốn những người có ước mơ lớn. Ước mơ của bạn là gì? Em muốn mở một cái cửa hàng ăn uống riêng cho em. À. Tại em về Âu Á thì em rành. Âu Á luôn? Dạ, như là bán nhiều những món snack á. Hay là những cái món như là của người Việt truyền thống mình như là phở hay là hủ tiếu bò kho đồ nọ. Là mình làm được hết. Nước uống nữa thì nó nhất nước gì cơm. Thì em mở theo cái ngành nghề của em luôn á chị. Mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì dù cao thì 1m55 đổ lên chị. Biết lắng nghe, chia sẻ về cuộc sống, về trong công việc. Và điều quan trọng hết là em đặt yếu tố đầu tiên ở một người phụ nữ đó là chính là sự chung thủy. Chắc chắn cô này là cô chung thủy chung rồi. Chung thủy lắm em thấy. Mối tình đầu mà yêu không được cứ ở không luôn tới giờ đó. Mình lấy vợ về mình ở đâu? Nhà em ở thành phố luôn. Ở chung với lại bố mẹ. Mẹ em mất rồi còn lại còn có bố. Em chịu làm dâu không em? Tìm hiểu được thì cũng được chị. Được, chị thấy là cặp đôi này là xứng rồi đó. Thấy rất là đẹp đôi luôn á. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân. Hôm nay em đi với ai Như? Em đi với mẹ. Dạ, dạ chào cô. Ông là con tiến xa, con đến với chương trình là với tinh thần là nghiêm túc.
Con cũng hy vọng bác để cho con tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Năm nay con cũng lớn tuổi, năm nay cũng ba mươi mấy rồi. Dạ cảm ơn bác. Bạn trai hôm nay mình đi với ai nè? Dạ em đi với lại hai người dì, đồng nghiệp và ông anh Kích Nghĩa chị. Dạ chào xin dì. Xin chào anh Nguyễn Linh với chị Cát Tường. Tôi là dì của cháu Phi, tự nhiên mẹ nó cũng mất rồi. Thành ra tôi làm gì tôi cũng lo cho nó. Nếu mà nó gặp được người mà hợp lý, hợp ý, tình nó mở thành đôi đó thì tôi cũng đỡ lo phần nào. Dạ. Thế tôi thấy thì cái bạn nữ này nhìn cũng dễ thương, hai đứa nó cũng vừa với nhau, thế cũng xứng đôi vừa lứa. Thành ra tôi cũng mong sao cho tụi nó hẹn hò, nếu mà hợp thì nó tiến tới để cho gia đình nó có tin vui hơn. Dạ, dạ. Cảm ơn dì ạ. Được chào. Bây giờ là giờ phút quan trọng để cho hai bạn kéo cái hàng rào ra để hai bạn gặp nhau và trò chuyện với nhau. À, hàng rào trái tim bắt đầu mở. Có món quà muốn gửi tặng em. Cái ấn tượng đầu tiên của anh đối với em thì ngày hôm nay em mặc cái bộ đồ này rất là đẹp. Cảm ơn em. Anh cảm thấy nói chung là mến. Bà xưa ở câu thì phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Anh thì hiện tại cũng chưa phải là chủ, cũng đi làm như người ta. Nhưng mà riêng bản thân anh á, lập trường anh rất là vững. Thời gian sắp tới nếu mà thực sự anh có gia đình, anh khẳng định là anh sẽ là một người chồng tốt và một người cha tốt. Em cảm ơn anh. Qua những gì anh nói thì em thấy là anh cũng là mẫu người của gia đình, cũng giống như cái em mong muốn. Em thấy anh cũng dễ thương, cũng chững chạc. Cái ngành nghề của anh là trong ngành hàng khách sạn. Khi anh bước lên đây á, là anh xác định tìm kiếm cho mình một mái ấm gia đình. Trong vòng một tuần thì mình sẽ hẹn nhau thì cà phê, hay là thậm chí chỗ đó có ăn uống thì mình vừa ăn uống vừa nói chuyện luôn. Tại anh làm bên nhà hàng mà. Về cái vấn đề mà lãng mạn với lại hẹn hò, địa điểm hẹn hò thì cái điều đó em khỏi phải lo. Anh có nhiều lắm. Dạ. Cho em hỏi là nếu như mà em đang ở Bình Dương á, khoảng một tháng, nửa tháng em lên một lần thì có sao không anh? Em kinh doanh ở đây, em có nhân viên ở đây làm, em về Bình Dương á, em thích sống với ba mẹ nên là em cũng hay về Bình Dương. Mỗi tháng em lên đây một lần, hai lần. Mình về mình thăm bố mẹ mình là chuyện bình thường. Thì nếu mà có dịp thì anh cũng muốn đi về dưới để tìm hiểu luôn. Dạ. Em có thích ăn món gì hỏi anh biết nấu không? Em thích dạ, ăn món gì? Em dễ ăn lắm anh. Anh chuyên về món Tây nhiều. Mình đi làm là làm suốt tuần luôn hay sao? Một tuần thì em sắp xếp em thể nghỉ một ngày. À. Nhưng mà riêng về ngày thứ bảy chủ nhật thì cái đó thì nói chung là hên xui. Tại vì cái ngành nghề của em ngày thứ bảy chủ nhật thì hơi bị đông. Thường thì anh làm buổi tối hay là ban ngày anh? Thường thì anh làm buổi tối em. Quan điểm tình yêu của hai người như thế nào? Quan điểm của anh là như thế nào? Quan trọng nhất của anh đó chính là sự chung thủy. Không phải của em mà luôn cả anh luôn. Anh có hút thuốc không anh hả? Có một ít rồi. Đi xã giao với bạn bè thì anh hút vài điếu thôi. Tại em không có thích hút thuốc. Bỏ được không? Dạ được anh. Hứa với cổ, hứa tôi làm chi? Về những cái thuốc lá thì nó ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe nhiều. Dạ. Thì khi mà xác định mà đã có vợ con thì những cái đó mình nên bỏ. Cái gì giữ thì giữ, bỏ là bỏ. Có dạ. Điều rất là quan trọng mà đàn ông là hay bị cái này lắm. Tức là đàn ông đôi khi muốn con trai hoặc con gái mà vợ đẻ hoài là không được, là bắt đẻ hoài luôn. Thì hôm nay mình rõ ràng cái chuyện đó luôn ha. Dạ. Em hỏi đi. Dạ anh có nhất thiết phải có con trai không anh? Anh thì nói chung là con trai con gái gì cũng được. Nhưng mà riêng anh thì anh là thích con gái hơn. Ví dụ như đẻ hoài không được con gái thì sao? Chuyện trai cũng được mà anh. Ừ đó. Nhưng mà trước tiên em muốn là một đứa trước, để cho cái kinh tế của mình nó ổn định. Xong rồi đầu mình mới tính tiếp thêm. Hiện tại thì cứng tầm ban đầu của anh á, về em thì anh rất là thích em. Thì ngày tháng sau này thì mình tìm hiểu những cái khuyết điểm, về cái ưu điểm thì ai cũng phải có hết. Thì anh cũng hy vọng là những cái ưu điểm của anh sẽ bù lại cái khuyết điểm của em. Còn cái khuyết điểm của anh thì em sẽ lấy cái ưu điểm của em bù lại cái khuyết điểm của anh. Là hai người hai mình là ok. Dạ cảm ơn anh. Hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu trái tim mình thật sự có rung động với đối phương thì chúng ta bấm nút. Bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Chúng ta không phải bấm nút để làm bạn đi uống cà phê. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Ồ. Đẹp đôi đấy. Này.
Cô gái này chưa hôn lần nào nha. Dạ bác cho con hôn hai gái này. Cho con. Cho cười khoái là hôn má khoái lắm. Hôn đi. Dạ. Dễ thương quá. Hôn cái má đỏ trừng. Đây là những chiếc vé xe.
phụ chăm con này kia không, hay là mình chị hết? Nói chung ông xã thì thi thoảng ổng chu cấp một chút ít thôi, còn chủ yếu là từ mình. Ừ, là chị Huệ là ở Nha Trang luôn. Nếu mà ghi hình ở Sài Gòn thì mình có sắp xếp vào được không chị? Ghi hình, nếu mà ghi hình thì khoảng thời gian bao lâu vậy chị? À, tại vì sau cái buổi này nếu mà chị được chọn thì chương trình sẽ làm tiếp những cái thủ tục phía sau nữa, nhưng quan trọng là mình có sắp xếp được hay không thôi nha. Dạ chị. Ừ, dạ rồi, bây giờ chị Huệ chia sẻ về hình mẫu mình mong muốn đi. Hình mẫu thì mình mong muốn có một người biết quan tâm chăm sóc gia đình, chứ còn không có như cái người lúc trước của mình, nên là cuộc sống nó rất là mệt mỏi. Rồi, tuổi tác, vùng miền, công việc của anh này? Vùng miền thì cũng không có quan trọng, tuổi tác thì khổ hơn tuổi mình. Nói chung là mình muốn một cái con người họ hơn tuổi mình thì chuẩn đạt, thì họ sẽ biết suy nghĩ và lo lắng chăm sóc cho mình hơn. Còn công việc thì một cái công việc nào đó ổn định, chứ cũng không có cần thiết là mình phải việc này hay là việc cao sang việc kia. Một cuộc sống tốt là được rồi, cũng không cần phải giàu có cao sang lắm đâu. Rồi, cùng hoàn cảnh với mình, đã có gia đình này kia thì vẫn được ha? Vẫn được, miễn sao là hiểu và chia sẻ cho nhau, rồi không gây ảnh hưởng gì tới đối phương bên này và đối phương bên kia. Rồi, người này thì đang ở đâu thì được chị? Ở đâu cũng được, cái điều vùng miền nó không có quan trọng. Là chị có thể yêu xa được đúng không ạ? Được. Ừ, có thể yêu xa được, rồi. Ok. Chị còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không chị? Không, mình cũng không có yêu cầu gì đặc biệt đâu. Ừ. Ok, cảm ơn chị Huệ ha. Nếu mà sau buổi này nếu mà chị được chọn á, thì dạ, chương trình sẽ có cái thông báo đến cho chị. Sau đó là mình sẽ còn sắp xếp những cái chặng đường phía sau nữa. Dạ. Nha. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình mới thông báo tiếp những cái kế hoạch phía sau cho mình nữa ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị ạ. Chào chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn. Biên tập hay phiên cáp nha, chứ còn tên có trong này nhưng mà không hỏi là chị không đồng ý đâu đó. Hải Ngân nãy giờ đâu rồi? Mình tươi cười vui vẻ lên nha chị ơi. Chờ tụi em có quay clip lại đó nha. Cho nên mình cứ tươi cười vui vẻ thoải mái nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về họ tên của mình trước đi chị ơi. Chị nghe thấy tụi em nói không? Vậy hả? Chị thấy, tại vì chị thấy nhiều người chị không biết được hỏi ai á. Dạ rồi, em chào chị nha. Ở đây là có ban biên tập của chương trình và các bạn sản xuất của chương trình nha. Thì chị cứ vui vẻ thoải mái chia sẻ về bản thân mình giúp em nè. Rồi, chị là Lê Thị Hồng Cẩm Vân, chị sinh năm 1975. Lê Thị Hồng Cẩm Vân hả chị? Quê em. À, sinh năm 75. Rồi, chị là quê ở đâu? Chị ở với chị 62 ấp 2 Long Thới Nhà Bè. À, còn quê gốc của chị là ở Huế hả? Đúng rồi em. À, Nhà Bè là chị đã mua nhà như đó chưa? Chị mua nhà là dưới này rồi. Dạ rồi, hiện tại là công việc của mình là chị gì chị? Chị là giáo viên lớp 3 trường Dương Văn Lịch. Làm giáo viên lớp 3. Dạ rồi, ok, chị cứ chủ động chia sẻ vào bản thân giúp em ha. Thứ nhất là về điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào? Điểm mạnh của chị là chị là con người sống thiên về gia đình. Chị cứ chia sẻ đi chị, thấy thiếu gì tụi em sẽ hỏi thêm nha. Rồi chị thích nấu ăn, rồi thích nói chung là nội trợ, rồi là những cái công việc của gia đình. Rồi cũng ra xã hội thì cũng làm, ở trường thì cũng làm bên cán sự của trường, rồi cũng năng nổ các hoạt động của trường. Về điểm yếu thì là thứ nhất là cái tính của chị là nó thẳng thắn, thứ hai là chị thích nghiêm túc, tất cả mọi mối quan hệ bạn bè hay là tình cảm gia đình thì cũng là rất nghiêm túc, nhưng cái đó là rất hạn chế chị về cái cách giao tiếp hay là quen bạn á, nó cứ bị hạn chế, bởi vì có thể là gặp người này thì người ta cứ bông đùa hoặc cái gì đó chị không thích thì là nó bị hạn chế trong cái mức đó. Nên là chị đăng ký cái chương
trình này là cũng mong muốn tìm được người nó phù hợp. Vậy thì chuyện hôn nhân trước đây, tình trường trước đây chị đã từng lập gia đình hay gì chưa? Hiện nay chị lập gia đình rồi, nhưng mà chị sống với nhau được 1 năm thôi. Nhưng mà anh ấy gia trưởng quá, thì công việc chị đi dạy thì cứ lu bu đến từ sáng đến tối, thì cái công việc nhà nó sẽ bị hạn chế. Vậy là anh nó ghen quá thì chị phải chia tay. Là chị đã có con chưa? Có rồi em, một bé trai, bây giờ hiện tại đang ở bên Nhật á. À, ở bên Nhật hả? Được bao nhiêu tuổi chị? 23 tuổi em. 23 tuổi rồi. Dạ, chị ly hôn cách đây được bao lâu rồi? Thì sinh bé được 1 năm là ly hôn em. Không, ý là ly hôn chồng cách đây là gì? Là 22 năm rồi hả? Đúng em. Ờ, 22 năm chị có tìm hiểu ai khác không? Không, thì cũng có nhiều người tới mà kiểu là về tình cảm thì hầu như là chị không còn. Thứ hai nữa là mình nghiêm túc quá, người ta cũng kiểu là không có cơ hội, người ta bông đùa. Rồi, coi như là cũng khá là lâu rồi mình không có quen ai. Thì bây giờ là chị mong muốn tìm một cái người như thế nào chị? Nếu mà được trong ngành giáo dục hoặc là cơ quan nhà nước thì nó tốt nhất. Trong cũng được, kinh doanh cũng được, nhưng mà người ta phải đứng đắn. Phải không thể là mẫu mực một xíu. Tiếp đi chị ơi, nói về hình mẫu nè, chị còn mong muốn gì nữa không? Về ngoại hình thì chị không quan trọng, nhưng mà nói chung là tính bớt gia trưởng. Nếu mà người miền Nam thì tốt nhất. Không gia trưởng, rượu chè cũng được nhưng mà ít thôi, thuốc cũng uống được nhưng mà ít thôi. Người miền Nam. Không rồi, còn tuổi tác anh này thì sao chị? Tuổi thì một là bằng, hai nữa trên dưới chị 5-7 tuổi cũng được. Bằng hoặc lớn hơn 5-7 tuổi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không chị? Không, chị chỉ mong tìm được người tâm đầu ý hợp, người ta nghĩ đến gia đình thôi, chịu thương chịu khó thôi, chứ không phải là người cứ thích đi bông đùa bên ngoài á, chị sợ lắm. Rồi ok, cái gì chương trình sẽ thông báo lại cho chị biết là mình có được chọn hay không ha. Sau đó là mình sẽ có một cái buổi làm nội dung với biên tập kỹ hơn, nhiều hơn. Và có cái người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho chị biết để mình tham gia ha. Nếu mà